Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16 tháng 4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 45%. Khu vực Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trên biển, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Các vùng biển khác không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực Tây Bắc có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C, riêng miền đông có nơi trên 38 độ C. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh ban ngày nắng nóng, ít mây. Về đêm ít mây không mưa, chỉ số UV tại các quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng lên ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 37 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.